Ghi nhớ ba lời khuyên dưới đây, bạn sẽ có một cuộc đời như ý. Một cặp vợ chồng mới vừa kết hôn, rất nghèo và sống trong một nông trại nhỏ. Một ngày, người chồng nói với vợ: "Em yêu anh sẽ rời ngôi nhà này, anh sẽ phải đi rất xa tìm một công việc, rồi làm thật chăm chỉ để có thể trở về và cho em một cuộc sống đầy đủ mà em luôn xứng đáng. Anh không biết đôi ta sẽ biệt ly bao lâu. Vì vậy, anh chỉ đòi hỏi em một điều này thôi. Hãy đợi anh khi anh không còn ở đây. Em hãy giữ tấm lòng son, hãy bảo toàn sự chung thủy, bởi anh cũng sẽ như vậy với em." Sau đó, người chồng rời đi. Ngày lại ngày trôi qua, anh đã đi một quãng đường rất xa, cho đến khi gặp một lão nông bên đường. Ông lão cũng đang cần tìm người phò tá mình. Chàng trai trẻ bước đến và tỏ ý muốn trở thành người hầu cận, giúp đỡ ông mỗi ngày. Ông lão chấp nhận, sau đó họ cùng thảo luận với nhau. Anh nói: "Hãy để cho tôi làm việc chừng nào tôi còn có thể, và khi tôi nhận thấy đã đến lúc phải trở về cố hương, xin hãy để cho tôi đi. Và tôi không muốn nhận một đồng lương nào trong lúc này. Ngài vui lòng giữ lại giúp tôi cho đến ngày tôi rời đi. Vào ngày ấy, xin hãy đưa lại cho tôi toàn bộ số tiền ấy." Họ đồng ý với thỏa thuận này. Và thế là người chồng làm việc trong nông trại của ông lão trong suốt 20 năm, không có ngày lễ và cũng không có ngày nghỉ ngơi. Thấm thoát 20 năm đã trôi qua, anh đến gặp ông chủ của mình và nói: "Thưa ngài, đã đến lúc tôi cần phải trở về nhà. Xin ngài hãy gửi lại tôi toàn bộ số tiền lương trong những năm qua." Ông chủ của anh trả lời: "Tốt lắm. Sau cùng, ta đã có thỏa thuận với anh và ta sẽ giữ lời. Tuy nhiên, trước khi anh đi, ta muốn anh hãy cân nhắc điều này. Hoặc là ta sẽ trả lại anh tất cả số tiền và để anh đi. Hoặc là ta sẽ cho anh ba lời khuyên và để anh đi. Nếu anh chọn túi tiền, ta sẽ không cho anh ba lời khuyên ấy. Và ngược lại, nếu anh chọn lời khuyên, ta cũng sẽ không đưa cho anh túi tiền. Bây giờ, chàng trai, hãy trở về phòng và suy nghĩ trước khi cho ta biết quyết định của mình." Sau 2 ngày suy nghĩ, anh quay lại và nói với ông chủ: "Thưa ngài, tôi muốn nhận ba lời khuyên của ngài. Đừng quên rằng nếu ta cho anh ba lời khuyên, ta sẽ không đưa tiền cho anh. Anh còn băn khoăn điều gì không?" "Thưa ngài, tôi muốn nhận ba lời khuyên." Sau đó ông chủ nói với ông: "Một là đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời. Những con đường nóng vội có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường. Hai là đừng bao giờ hiếu kỳ quá, bởi cái giá cho sự hiếu kỳ có thể là quá đắt. Ba là đừng bao giờ quyết định trong cơn nóng giận hay lúc tuyệt vọng, bởi những quyết định mù quáng sẽ khiến anh phải hối hận muộn màng." Tiếp đó, ông chủ đưa cho anh ba chiếc bánh mì và nói: "Đây là ba chiếc bánh mì dành cho anh, hai chiếc trên đường, còn chiếc cuối cùng để anh thưởng thức cùng với vợ khi trở về nhà." Tạm biệt ông lão, người đàn ông lên đường trở về. Con đường 20 năm cách trở dài ra trước mắt. Anh hồi hộp, mong chờ đến giây phút đoàn tụ với người vợ ở quê nhà. Sau ngày đầu tiên, anh gặp một hành khách trên đường, người lạ mặt nói: "Chàng trai, anh đi đâu thế?" "Đến một nơi rất xa, cách đây 20 ngày đường. Nếu tôi tiếp tục đi đường về hướng này," người lạ mặt nói, "ông anh bạn trẻ, đường sẽ rất dài và xa xôi. Tôi biết có một ngã rẽ khác giúp anh sớm trở về nhà." Anh hăm hở bước theo con đường mới này, nhưng rồi sau đó chợt nhớ lại lời khuyên của ông lão. Anh bèn quay trở lại con đường lúc nãy. Nhiều ngày sau đó, anh vô tình biết được đoạn đường hết hôm trước có rất nhiều hào đạo tặc. Nhiều ngày nữa lại trôi qua, anh may mắn tìm thấy một nhà nghỉ bên đường. Anh dừng chân dùng bữa tối rồi ngủ một giấc dài. Đến lúc nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng la hét bên ngoài phòng trọ. Anh bước ra khỏi căn và toàn mở cửa xem điều gì đang diễn ra. Bất giác, anh lại nhớ lời khuyên thứ hai, nên nén nỗi tò mò và quay trở lại giường. Sáng hôm sau khi dùng điểm tâm, người chủ nhà trọ hỏi anh rằng:
Liệu anh có nghe thấy tiếng la hét đêm qua? Anh không đáp lại và có ông bèn hỏi tiếp. Anh không tò mò mà chuyện gì đang xảy ra sao không? Không hề, thật may mắn, anh là vị khách đầu tiên có thể sống sót mà rời khỏi đây. Trong làng chúng tôi có một con quỷ, ban đêm nó thường la hét để gây sự chú ý. Bất kỳ ai nghe thấy tiếng la hét mà chạy tới. Anh tiếp tục cuộc hành trình của mình. Càng gần tới, anh càng hồi hộp và sung sướng. Ngày lại ngày, đêm qua đêm, đôi chân anh đã mệt mỏi rã rời. Cuối cùng anh cũng thấy thấp thoáng ánh lửa bập bùng trong túp lều thân quen. Bầu trời đã tối lắm rồi, mà mái nhà của anh vẫn còn một quãng dài phía trước. Qua khung cửa sổ, anh thấy bóng dáng người vợ hiền mà anh luôn yêu tha thiết. Nhưng kìa, nàng không ở đó một mình mà còn xuất hiện một gã đàn ông nào đó. Nàng vuốt tóc hắn ta, có phải hai người rất tình cảm bên nhau? Hình ảnh trước mắt khiến trái tim anh tan vỡ và cay đắng. Anh trong lòng sục sôi một nỗi tức giận và tủi nhục. Anh chỉ muốn chạy ngang đến để trút nỗi giận. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại khi nhớ đến lời khuyên thứ ba. Anh dừng chân và quyết định ngủ lại bên ngoài. Nằm trên bãi cỏ giữa núi đồi và ngắm nhìn trời sao, anh tự nhủ sẽ chờ đến sáng mai khi ánh bình minh ló rạng. Cũng là lúc anh lấy lại toàn bình tĩnh, anh nói với chính mình, ta sẽ không làm hại vợ ta và người tình của nàng. Ta sẽ trở lại bên ông chủ và yêu cầu ông chấp nhận làm việc thêm lần nữa. Nhưng trước khi lên đường, ta muốn gặp nàng để nói rằng ta vẫn luôn chung thủy với nàng. Anh ngập ngừng gõ cửa. Khi vợ anh mở cửa, cô đã òa lên hạnh phúc và ôm chầm lấy anh. Anh chỉ nhỏ nhẹ, anh luôn một lòng một dạ với em, nhưng tại sao em lại phản bội niềm tin ấy? Lời kết tội như làm trái tim thắt chặt. Cô nói, làm sao em có thể phản bội anh? Em không bao giờ làm điều trái với lương tâm mình. Em đã kiên nhẫn đợi chờ anh suốt 20 năm qua. Vậy còn người đàn ông bên cạnh em đêm qua, anh ta là ai chứ? Đến lúc này cô mới mỉm cười nói, đó là con trai của chúng ta. Khi anh rời đi, em mới phát hiện ra rằng mình mang thai. Đến nay con chúng ta đã 20 tuổi rồi. Những lời nói ấy như dòng suối mát lành cuốn trôi những nỗi lo trong lòng anh. Anh cầu xin cô tha thứ rồi bước vào phòng gặp người con trai anh chưa từng biết đến. Sau đó cả gia đình đoàn tụ trong bữa sáng mà vợ anh mới vừa chuẩn bị. Anh lấy ra chiếc bánh mì cuối cùng và đặt lên bàn. Khi cắt chiếc bánh mì ra ba phần bằng nhau, anh bất ngờ khi nhìn thấy toàn bộ số tiền lương của anh suốt 20 năm qua được cất giữ trong đó. Số tiền không chỉ là 25 mà còn vượt xa gấp nhiều lần.